tu test này cái chốn chất tì cổ rị rốt tha phị bà l nâng đạ cầm lăng đọc mơ nẹ xâm rạp ca phía xa nử sọc khănông prê tà ca bọc nọt ní tà ca tì phạm phì. Xâm đạch cổ là hôm sau khách ổ bạc nè dụ rọt mân trái cổ xuông hạ phá tây nâng chi prê thiên cơ nạ bằng chìa ca xôn tì sọc ạ chân trái xâm rạp ca bọc nọt cơ sổ ổ bán thay nhạc đăng thá rị rốt tha phị bà l nâng đạ con cầm lăng đọc mơ nẹ xâm rạp ca phía xôn tì sọc xôn đạp thân hộp nâng rửa biệt rối khả nông cực tạc ca bọc chân áo trước tăng đồng nàng riêng nị tí ca tì bàm pì chân nàm pì bọn mập hãy bấy đã nâng bộ phật tư nơi thang ngay tì mập hãy bấy khai cả cả đá chân nàm pì bọn mập hãy bấy khả mục nì xâm đại cổ là hóng thay anh ảy đăng bạp nì nì áo ca anh chương sắp xài khlâm xà nơi sẽ kết đây nai nòm rùm sẽ đây pì sẽ cầm mập hiếp nâng ca riêng chóm phân nhạc nghe xôn tế sốc bọc chân áo không dự tình yêu cá, cá phía đồng nàng cá riêng chóm cá bọc chân áo trước tăng đồng nàng riêng như tí cá tí bằng phí. Chân nàm phí bọn mập hãy bầy, đài lập bí thí ní bà rộp thư vơ láng, nơi xôn thá kia sọc khá phân hôn phính. Nhiều tháng ngày tí bằng mối khai mê xá chân nàm phí bọn mập hãy bầy. Không nông bí thí ní xâm đại cổ là hôm sau khánh. Bạn này nóm đòi cầm lăng tiếng ớ, ao dược chất tốc đạn, mọt chọt cá nghĩa xôn thế sốc tù tớ. Đối chiếc phán ca đã phụng rì cầm láng đâm bây thịnh nìa xôn thị sốc, xâm rạp ca bọc chân áo, bởi tiền ca nghe mặt đồ mặt đá, đòi phát nhạc nghe xôn thị sốc xâm rạp ca bọc chân áo, ông bí chú bạp ca bọc chân áo bọt bằng chí, nâng nì tại vị thi xâm rạp ca bọc chân áo nâng cớm sở lợi thua. Xâm đách bên chế thá khăn ông ca bạc bạc cầm láng tam ca chạm bạch xâm rạp ca bọc chân áo ní, miên rò hốt đó đọc mờ nẹ. Khăn ông nú dương có bạc bạc cầm láng bởi chìa ca bía khăn ông rung vung. Pì mơn bây rời nhẹ, tèng cầm lăng tiếp bầm rộng phòng. Xâm đách bên tô thá, ca bần đồ mặt đá vẹ bầm bón, cư chìa ca chạm bách, đá là kẹ xa nông ca rật thà nâng cơ bà chết. Công phung tay điếp chom ca nghiên ní dàng sở cam phòng đá, đam bây thư vui ca bần đồ mặt đá, chi bì xếp bần đồ mặt đá đo bà chìa ca bìa. Xâm đách đâm lực thá, Campuchia miễn bọc bì sao, bò chân áo không sẵn cắt chân nam tì phòng một phẩy bì nếp bê con lòng tứ. Cô bán pra cầm lăng bởi chìa ca phía chiên phì mờ nẹ. Đói từ tuốt bán đặt tập hoa lỗ phỏng đài. Chị lít khăn ông ở cả nút, ai gặp đòm pra chán bởi thiên cả nạ cầm mặt thị ca chiết riêng chóm cá bọc chân áo kêu chờ bó. Bán ông phiêu nêu đó là nhà thơ xa thị ra nạ tiếng ọ. Trời bởi căn trầm hào áp chìa cực đất. Ất đồng yên khăn ông sẽ cầm một phiếp ca nghi rồi bọc luôn. Nâng ham dược xâm phía rẽ nâng một chú bái đặc trình chún đã chỉ trộp xâm bạc đoán. Đâm bây bầm ra ai ca khô xin à bọc chân áo rồi bọc nạp bạc nạp bái nạ mùi. Trong buộc con YouTube khám rạp phùm mến, con nạc cầu báo chiên, trời bổ căn trầm hâu áp chìa kết nâng trời cổ rụp tam khổng sơ lật hóa xâm rạp con YouTube khám rạp phùm mến, nâng con nạc cầu báo chiên đại riêng trầm đáy cơ chở bò. Chi mùi ní, tốt sát ai bán nơi rô lâm pư bầm phất bầm phấy, cầm riêng cầm hành đòi bây kê chốn, xa ca mạch chôn cả nạp bạc nạp bái nâng nẹ bọc chân áo tam khổng rụp hiệp. Xem ra phần đầu tiên đại dương tự ban chia bản to từ tin đi đấy cứ ở tập ba khai bản đồng bóng ba ca đặt hàng Stephana play lấy buồn khống top cho pi play chiến lấy pram cầm nát play lấy một rồi hai sập bảy nâng đập ra phần lũ đặt tật nơi rừng vùng mù rụp xâm nạ prenorie nông có đồng bản đồng bóng ai dù đồng sọc lũ api ba khai bản đồng bóng rôm tiếng thân nạn được nộp một tí ông gặp hiệp mùi chùm nguồn khăn ông có rộng bà đầm bóng. Bạn ảnh chương trị ở tập đầy phiếp bà cà rạch thàn Stapana Plâu lệch buôn cỏng. Đã tập cho phí Plâu chiết lệch bàm. Trong rộng vùng mùi bàn nổ rìa, rồi hốt đò Plâu lệch 20 bàm phí, stop 8 bàm phí, rồi vài anh phí bàn bàm mùi rồi mệt. Tôi tăng đập phí mệt, khăn ông sống cả tu tại ảnh, sống cả ổ trá, nâng sống cả xoay bào nơi cỏ rộng bà đầm bóng. Cầm nạch phơi lệch 127, ở tây tạ phơi chiết lệch đọc, chạp bị bệt bởi phí, rồi hốt đôi rộng vùng mù niên rộng sai sọc, nâng đạp phá bọn lũ đọc tật một cạn mùi rối, nâng sông cát tu tạ ai, nâng sông cát vọt cớ cọng bà đầm bọng. Tam lục liêng viết nè, áp bà cọng bà đầm bọng thay thay cọng bà đầm bọng tờ tùa bàn cùm rung, ADB chùm nuôn bây cùm rung, đại bà chọc bọn cùm bông an ở vọt cư cùm rung cài lòng o, bà đệ thán chung vĩnh bâng tờ lê sáp.
rùm miên cùng rộng cho rõ rộng biển, kháng tập bông, bắt đáu lưu bà bòn đọc tực liếng, đại bông có phát bà bò lùm nơi thay nâng hệ thay ở đây chân sông bòn xếm xếng, đại cổ rộp đất đọc lưu bì sông cạt. Cứ sông cạt bệnh sát đạch nâng sông cạt rộ tà nạ. Lúc bình tỏ tiết thay cùng rộng tuần lấy xa chùm hiền bí, miên bì chùm hiền. Cứ bà bòn đọc tực có khóa, bà mạng cao sập hi rối, đại cổ rộp đất đọc lưu bì sông cạt. Cứ sông cạt bệnh sát đạch nâng rộ tà nạ. Khnong nút miên bà bòn bà mô tật xâm nol bì kà bà bạc nông tế, nâng miên sẽ thay ni cho đọc mùi, đà bây xâm át muôn bằng hấu châu tự bằng tuần lê xám. Khnong cốt bầm nông đà bây kà bì kà bòm bôl bà phục tật nông đấy, bạc hàng kà tầng. Kà rịp chóm tì liền, cóp xâm rám châm nôn phí, cư tì liền chạ xâm rám, thật khnong xâm kà xlạ kẹt. Kà lùm ó tì liền xâm rám tộc, nâng nhây xâm rám, môn nâng đặc tranh từ tì liền chạy xâm rãm thăm ấy thật khả nông khôn tạc kìm sọc bản nón bàn bình chóc cá sàng sòng. Cùng rộng này miền cổ đại lưu cầm phú sọc hòn hợp hiếp tì khổng nâng ca ca bì ca bầm bồn kìa rư bầm bồn bà rạch thàn tì khổng tì bà chung chốn khả nông khổng tàng mùl. Tì bây cư cùng rộng cột cung tạc xa át nâng ảnh mày đà miền bà bọn đọc tạc khoa mùi tiệt cổ đơn đập lưu sông cát trong nguồn bấy cư s sông cát trong cá sầm ráo, cướp đợt đập chấm nút bảy phum, nâng sông cát sạc cát mười phum, cứ phum trời cao, đa miên cô bầm nong cá pia cá bầm bột tật nòng đấy, bay hàng lệch tầng. Cùng rong tang này cứ chỉ cá châu rụm tụp cát cá prai pru cá thiệt. Ai dự đoán sọc lũ áp bị bạc hạt ba đập bóng bàn chấm rốn đỏ crom bạc xá, sông cát tua tại ai, sông cát trong cá sầm ráo, đa pa po lừa pro lái áo chui sầm ruột đỏ bạch chữ pro đa ruột nơi lừa pro lái. Lưu châm nay bà lại, mẹ ta ảnh chứa sẵn nâng dụng dụng, nâng châu rùm nông ca áp vọt mù lật thèn. Đói xâm đại thuê dân nà ở cả sát đa bà lại ní, bà bà tư đòi phiếp rồi lùn. Ai dù đông bà bà chơi thịt hà, bà nhà ní ở rô tà bà khát đạch khá trời tài thuê, đà bây chi viên nâng ca bia bà chơi bà rốt công ai lịch tất, nông ở rô đời phiền thật lẹ. Ai dù đông bà này đang thịt hà ca chạp lời xì móng, ai dù đông mình xây chi bình chật bằng màn tì. Bố viên mình sợi xa át khăn nông tì cỏng, ta ở chùm rớ cứ trời tệ thuở, đòi bê miên lôi cực cỏn nâng ốt cao su bì lỡ, tớ bất chí xa át. Tại vì xe chinh này thật tiện nú, cứ đạ bà bòn lũ đọt tất, thuở dân ná công ai lịch lấy, có đồ chí lũ đọt tất, đại chí ca lũng bác đó bà chí bò rọt. ទស្សនវិជ្ជជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាភាពកក់ក្តៅនិងសុខសាន្តគឺផ្ដើមចេញពីការខិតខំរបស់មេភូមិនិងកម្លាំងប្រជាការពារក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងប្រជាការពារចំនួន720នាក់ទាំង7សង្កាត់នៃក្រុងពោធិ៍សាត់ ไอยูดอมคอยรีดาอภิบาลในคณะอภิบาลขาดโพสัตบานทลายแทนการประดับเพียบเกาะกระดานหนึ่งเพียบสกสารจุนประชีพบรอดคือประดามใจปีกาคัดคอมเพลิงไพร์ระบบไม่พุ่มใจสังกัดมุนตรีนกบัตปอรัตบาหนึ่งชีพิเศษกำลังประชีพกาปีพุ่มดารุนเนตโตนึกน้องมูลแทนไอยูดอมคอยรีดาบดดอแทนเมพุ่มใจสังกัดมุนตรีนกบัตปอชีพิเศษกำลังประชีพกาปีกรุบพุ่มเตียงประปีสังกัดในกรงโพสัต จัดตกจีเมจีกำลังสโนว์นำมีนตุนิติพิรักเกตขนงกากรุบกรงดักนอมไทยรัสกาปีสันติศักดิ์สดับถนอมหนึ่งปอนพิบเกาะกระดายพิบศกสารจูนประชีพรสหนึ่งขนงด้านสมัติกัจยรบกหลุนมุนตรัยในมูลฐานเตรียมเมียนพระวิหีทอดแตงบุญมีนศกชันเตะหนึ่งมีนกระตาประกัดยังสำคัญบำราการงีสังคมหนึ่งจูนประชีพรสหนึ่งธนามูลฐาน ทวายตบตาในตูเตียมประเทศมีศักดิ์สิทธิ์เพียบสถิตเพียบในการอภิวัตหรือกรุบวิสัยกบฏแมนแต่ก่อนในดับบอนมุ่ยจำนวนแต่การมีนอสันติส่งโดยชนะไตรไตปงเริงกำลังจังนู้อ่อยการแต่มีนระเบียบคลังเริงม้วนสมได้เพื่ออย่างนั้นอ่อยมูลฐานการแต่ตัวบ้านเพียบเกาะได้แถมติดไอยูดอมบานบุตรติดแห่ปัจจุบันในขนมแค่ปูสัต ก็ดูจีตูเตียมประเทศมีนการอภิวัตในเฮท่าอาณาจักรสัมปองสตูกรุปติกไลน์ยานากระดอยก็ในมีนมูลฐานมุ่ยจำนวนมีนจำนวนควักแขนนึ่งมันตอนฉลอยต้อมตัวนึ่งดับเบิลการระบอบประชีพรสแตงสร้างหนุ่มเต้
Tại tu chia dạng nịch đầy, rồi ta bà khai bố sát bần to cả khách khóm prang prang áp hì vọt khai từ bục tiệt. Khu nông ở dạng bê căn đầm này chia áp hì bạc khai bàn chương buôn khai nì. Rụp ai dù đóm ở rùm chùm mùi thân đặc nôm cổ rụp mình tì ông cập hiếp rồi ta bà sọc rõng. Còn cầm làng bà đạp à vột, chia bí xác ai dù đóm xôi xám rồi ta mình trầy cổ xung rãi nâng tham mập bốl. Ai dù đóm cao rồi ta nạ rồi ta mình trầy bà tiếp hưu ôm nè dù đóm mình trầy. Nâng chi ạ kẹa nè dù ạ kì xin nì Campuchia. Nâng sắp rõ chôn tàn tài cho ruông quam trô nè bàn khất khom bằng bánh. Tướp thua ai khai bố sát càng tài bà mốc mọt chia bà đá. Nâng bằng co lẹ kà nạ ai bà chư bà rõt xa bài rì rì. Ai dù đóng cơ bản xâm nâm bộ ai còn cầm lãng bà chí kà bì phùm môn trầy nô cơ bà bó ở rợt bà chạy sẵn cát và đào kà dục chật tục đạc nông kà bùng rừng kà nghe xoắn tế sốc sân đạp thân hóa. Anh nông vọt ai bàn cho ạp chí bà chạm cô nô dù bài phùm không sẵn cát miền sô bạc tiếp hiếp. Bà mình bánh hai bà chôm nô khăn nông mù lật thán trầy tài rùm khí nịa thập vứ nâng rùm khí nịa đọc sài. ទូរទស្សន៍សេចក្តីជនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន233ខិតកំពង់ធំបានទទួលកញ្ចប់អំណោយអាហារខែរ៉ាម៉ាដនអាយដមរូហ្វីអូស្មានតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកជំទាវម៉ាន់ណាវីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញបានជួបសំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយខែបូរ៉ាម៉ាដនជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន230កុរសា ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅភូមិដូនប៉ែនប៉ែតសិបគ្រួសារភូមិត្រពាំងឈូកមួយរយហាសិបគ្រួសារស្ថិតក្នុងឃុំបឹងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដើម្បីជាការចូលរួមជួយសម្រាលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានមួយរយៈអាយដាមបានឲ្យដឹងថាគិតពីដើមខែរ៉ាម៉ាដនឆ្នាំ2027នេះមកបណ្ដាអង្គការសមាគមនៅកម្ពុជាបានចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទូទាំងប្រទេស បានប្រមាណ8ម៉ឺនគ្រួសារហើយអាយដាមបញ្ជាក់ថាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងកតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការស្ងប់ស្ងាញ់និងកោតសរសើរពីពិភពលោកចំពោះសុខដុមនយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនាយ៉ាងពិតប្រាកដគ្មានការរើសអើងគ្មានចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រតិជាតិមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍដោយគ្រប់វិស័យសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកញ្ចប់អំណោយអាហារខែរ៉ាម៉ាដនដែលផ្ដល់ជូនពេលនេះដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានមី1កេះទឹកសុទ្ធ1កេះទឹកក្រូច1ដបប្រេងឆា1ដបលម៉ើ1ប្រអប់ស្ករស1គីឡូក្រាមនិងទឹកដោះគោ4កំប៉ុង ដែលចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ6,000ដុល្លារអាមេរិកជាអំណោយរបស់លោកជំទាវម៉ាន់ណាវីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ ទូតស្នងជនជាទីគោរពកងកម្លាំងនគរបាល ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗពីរខាងមុខនេះ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពតក្នុងការរក្សាបាននូវសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្ញៀវទេសចរនិងបានក្រើនរំលឹកឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗពីរគឺស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2028និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការនៅលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ2027របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនិងផ្សព្វផ្សាយទីដៅការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឆ្នាំ2028នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯងលន់សុផានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពតដែលបានបំពេញកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខ សន្តិភាពបានល្អនាពេលកន្លងមកមានដូចជាការការពារជំងឺកូវីដ-19ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចំពោះមុខលោកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពត
ពិសេសកម្លាំងប៉ោះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានឲ្យខិតខំបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខ ลงการตัวบ้านจบใจที่มวยยืนโจรูตุกตักวิ่งวิ่งแต่ยืนบ้านจบใจยืนเธอบ้านจบใจหมดเลยที่ปีบอลบอลตุกตักโจรูการเพียรตัวบ้านจบใจรุ่นรุ่นที่ไปมาจุ่มมาเสียนโอ้สายสัตว์สายมวยเพียรในสนามตัดมองมาดาวเป็นพ่อเบาจึงจูรูมาบอลบ้านจบใจ จังจุดใจเชิญนะมองมาเพื่อยืนจังมันกลมซาสักครั้งนะยืนปกตรงไปนำนองนำนองไปยืนจะเล่นมีสนามไปเลยน้อยน้อยสองสองสองกว่าครั้งจังยืนในเส้นสองการเงินของทงเชิญเนี่ยเนี่ยที่เกมเนี่ยกับผมมาการในวัดเราประมาณนี้จะเอาแล้วนั่นเป็นการยืนยืนจะต้องตัดสายเดียร์ លោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមេធុរិតបានធ្វើរបាយការណ៍បុកសរុបអំពីសភាពការណ៍និងលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ2022ដោយបានបញ្ជាក់ថាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងនោះបទល្មើសប្រមទ័នកើតឡើង94លើ100ប្រាំមួយលើកថយចុះ12លើកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 125ប្រកួតប្រជែងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពខេត្តកំពតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំនួន82ឃុំសង្កាត់និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំនួន11ឃុំ លោកស្រីប្រិមមតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមាននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា